Ok. Bạn ơi, Tượng nào? Đây hôm trước làm cái new mod 3 được gì? hôm trước chế cái xe Bạn đi ơi, tít vai chạy bằng chế cái tố new anh cái gì cái new mod đâu 3 được gì? đâu anh New mod sao 3 tôi anh đang cua được cái xe này đi sao xe là cua khó thế nhỉ Kiểu ơi, cái new mod đến 3 cái nằm mẹ ở tao đâu? cua đi theo đâu New mod 3 nó đòi hỏi cái gì nhỉ? đâu rồi đâu thế nha Năng lượng yếu đợt quá. new mod 3 à sao năng lượng yếu đầy căng năng lượng này cứ năng lượng yếu Nó cần diamond. Diamond. Diamond là nó cần đâu cái máy chế đồ đâu chế quặng đâu Máy chưa nổi quặng, máy chưa nổi quặng. máy chuyển đổi Đây. quặng đâu cái nghe thôi à Cần đây đây em nhìn nhau. Cần em nhớ nó graphene. graphene mới cái gì Hai graphene là mang graphene thì nó lại cần hydrazine Hydrazine ở may đâu? là mình cầm một đống hydrazine về hydrazine với Đâu? graphene hydrazine là trước mình cầm gần nhiều lắm mà Đâu? 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 đây hydrazine đây ở đó không phải đi đi chơi game anh nhớ trước mình cầm một đống hydrazine đây hydrazine đây anh cầm rồi Đâu nó hình dạng nào? nó tím tím mà anh đang cầm rồi đó đi kiếm thêm đâu rồi hydrazine này hình như là phải ở cái thành tinh khốn nạn kia cơ cái ở đây đéo có thôi trước mình cầm về một ít đấy chỉ có tương đấy thôi dùng hết là thôi hydrazine thì nó cần ammonium mới gọi hydrogen ok cả không dễ mà nó cần ammonium thôi ammonium với gì nữa mới cả hydrogen hydrogen đây hydrogen đầy luôn thế được thế thoải mái không phải sợ đây hydrogen này đấy hôm trước đấy cầm hydrogen về nhé may là cầm hydrogen về Đâu nhưng mà một cái hydrazine hình như chế được 5 6 cái diamond mà. Đây xem nào. Đưa được cái hydrazine này. Tốt tất. Rồi chế đi. Cái bây giờ cần graphite, graphite. Ra chế graphite đi. Cầm đất ra chuyển thành graphite. Đi hút đất đã. Hút đất xa xa nè đây. Chứ bây giờ không có mod đào đào chậm nó loát graphite đây à một bình đất mới được một cái graphite ạ à? Vãi cả cứt ôi hết năng lượng á à? Làm hết đéo hết hết đầu sao đây đéo có năng lượng đi có mày ai làm đứt dây điện lên đi này ạ mẹ pin thì không hiểu nhiều chế cái gì quân thì công kìa nguyên hiệp hiệp mày không chế cái gì đây chế cái xe đi các bạn chế cái xe đi anh em đi ngao du trên trái đất chế cái xe đi ai mở lắc mở lắc cái nào để nối cái này vào không đi có mẹ bê mẹ cái máy ra đây đi ba cái máy ra đây đấy vứt máy ra để cho nó phải dễ di chuyển mà nó dễ làm bỏ ghế đã bỏ ghế đã bỏ ghế đã làm graphic đi khổ vãi đánh đạn làm cái đéo rồi đây mấy ông làm cho đéo rồi đây bật pin đây được ơi cho pin vào làm cho gì kia đéo nhiều chế cái xe gì mà to này rồi cho pin vào yếu cái này phải cho đấy ủa đi xe to thế từ từ à cho pin to vào cho pin to vào không không đừng cho pin to không ăn thua cho cái này này tin pin mẹ sao lag thế đừng có rùa xuống xe liên tục nữa cho cái đây cho cái này mà chào mừng anh cút lại em nào này con mày đấy tránh ra để em lag đi lag phải gì là mỗi lần lên xe lag phải ra để em lag trời ơi bói lên đi lên lên mẹ đi đó thằng biểu bên lái này thằng mình đỡ lái trời gì đây vì mẹ thân sống thì giờ hố bây giờ
Cái mẹ điên. Hết nhiên liệu rồi. Rồi. Hết điện. Anh có gió nè. Có gió thôi, vòng về đi. Vòng về đi. Vòng về. Mẹ. À, thay tí mình đi, mình lấy cái xe này mình mở hết tất cả ấy. Mở cái gì? Mở hết tất cả, mình chở pin heo xong mình đi mình mở hết tất cả ấy. Ờ đúng rồi. Không, mở hết tất cả cổng dịch chuyển. Cổng dịch chuyển, cổng dịch chuyển, đi đi. Nhưng mà tôi tí, tí đó, tí đó, tí đó, chế xong mấy đồ á. Chế xong một vài món đồ á. Cần thiết á. Đó. Cái này chắc hỏng rồi nè, tôi bỏ đi. Ờ... Cái gì đây? Em phóng cái tên lửa đi thôi. Ờ, để xem nào. Chế, bây giờ lấy đi đất đi, đéo hiểu đấy giờ. Đây, máy chế đất đâu, máy chuyển đổi đâu. Máy chuyển đổi đây, sao đi mà lên đấy. Đây rồi, đây rồi. Làm cái hầm ở đây mà làm chỗ lấy đất. Đất nhiều, nhiều đâu. Quên mất không lặn ông nghe anh chuyển sớm. Ôi anh. Mày đừng đào tứa lưa lên nữa, mày đào cái đường gọn gàng lên mà. Lấy một cục pin rồi lắp xe. Đừng để nó tích pin anh nhỉ. Đừng. Tích đầy rồi. Xe nào? Ừ, thằng máy nữa. Đéo hiểu. Làm đéo phải công cục pin to thế. Đéo hiểu. Xe này cần nhiều năng lượng hơn. Cần một cục pin to nhỏ thôi. Đéo không? Ê, cái nhà chính của mình kia có chế được không? Có. Đâu? Sao không anh chế? Anh biết. Mày đừng lấy thêm một quát thôi rồi. Mày nói ít. Quát á? Thì chế cái tốt lắm. Chế cái nhà to đấy là làm gì? Hả? Bây giờ chế... Bây giờ chế gì? Graffiti à? Graffiti à? Ok. Hai graffiti là được một diamond đúng không? Hai graffiti. Ôi đéo được rồi, một thì chỉ chế một cái diamond thôi nhá. À, chế một cái graffiti thôi nhá. Graffiti thôi nhá. Khá tốn hydratin đấy. Không bỏ đâu. Hydratin thì làm từ nitrogen à? Hay là... Hydratin làm từ cái gì? Hydratin là làm từ... công thức. Ammonium. Chả tặng ammonium đi. Ammonium này. Hydrogen hình như là lúc em hồi trước mình lên trên hành tinh kia mình lấy về này. Đây là hydrogen này, à, nitro. Nitro argon. Tôi chết rồi, đéo có hydrogen rồi. Đây là nitrogen thôi, toàn nitro thôi, không có hydro. Đây. Đâu? Hydrogen đây. Hydro đâu? Hydro lấy ở đâu ấy? Đây. Đâu? Đâu? Cả đấy ở đâu ấy? Mày em cầm từ nãy giờ. Biết rồi nhưng mà đấy ở đâu? Ở trái đất có không? Có như hút thì có. À, đấy, có trái rất nhiều, trái rất nhiều, thoải mái đi. Tung serpent, có ai có tung serpent không? Bây giờ cần ammonium. Chỉ ammonium. Ai có cái tung serpent không? Tung serpent từ đất, tìm đi. Làm gì, ông làm gì? Cho tôi cái. Đó, để xem về nguyên hả? Đi khai thác đất ạ. Công việc công nghiệp là chế xe. Đúng rồi, hiện tôi chế xe đi. Xe đi, chở pin thì mình tung sờ ten. Cần cái tung sờ ten với hai sờ tiêu à. Sờ tiêu thì hơi khó một tí nhưng mà tung ten thì đầy ra đây. Sờ tiêu mang về nhiều mà. Sắt, ờ đúng rồi, sờ tiêu mang về khá nhiều đấy. Trong cái cục kìa. Ờ, cần cái tung sờ ten. Tung sờ ten đây. Ai sờ ten? Đâu? Đấy rồi, chỗ cắp ở đây. Tìm ở mấy cái đất này, dưới đất. Hình như vẫn còn. Ra có cơ, mang lên. Eo có tung serpent rồi. Có, ammonium đâu? Bình cho bọn mày chế ammonium. Mày tức là mày làm cái trò đéo gì ấy. Giờ em phải hút đất. Ammonium. Lại rồi ra mày xoay tất cả.
Ủa cái Amor đi ui mày chát lắm nhớ. Mẹ đây một bình chế ơi, cái đường stand này Ammonium nó còn đắt hơn cả ấy, không chế tung stand. Đây, tung stand đây, Ammonium đây, Ammonium đây. Đâu đâu đâu, để em đặt đất vào. Ammonium đây nhưng mà chế kiểu gì, sao tôi chế. Cái này Ammonium thì làm gì, ông định làm gì, ông lấy tung stand á. Tung stand đó, để mà hết thì cứ lên mặt trăng thôi. Trên đây mới có stand, ai cần cái tung stand. Tôi nhớ, đây, đây tung stand đây này. Đây này. Mày sẽ Ammonium đúng không? Mày khoảng, mày khoảng. Tung stand. Amor đấy, Amor đấy, chế đi Amor đi. Vậy Amor chát bách cứt. Chát mà. Cát con. Cành cát con. Mẹ. Cát con thì tự nhiên đông đấy, lấy cỏ mà đông ra cát con. Cát con đâu rồi. Lấy cỏ mà đông ra cát con. Ai, Ammonium này. Đây mày coi, tôi sẽ cài. Ê, tao thì cắt con, kéo hoặc cắt con. Ok. Hirose này. À, Hydrazine này. Đấy, tăng trang trí Hydrazine mà. Ui, làm ra một cái diamond thì cũng khốn đấy. Không vùa đâu, khốn phết đấy, không vùa đâu. Làm ra một cái diamond. Nếu hiểu là làm gì? Ngoài phết. Đùa, mất ma đào cho nhanh thôi. Nhưng mà mình có thể làm một cái. Điều gì mình chẳng phải làm để lên cái hành tinh kia mình đào nhanh hơn. Bây giờ... Cho mày làm đéo. Tôi hiểu cho mình. Phải đi mẹ ra chỗ khác thì chói vẽ lìn. Ơ em cầm có một đèn mà. Không làm gì đây, Hiệp. Chờ tôi làm người đã. Trong khi mày đang chờ đợi thì mày đi mày đào xuống đất thì mày làm armor đi. Discord mẹ thốn thật đấy, cà mò thốn thật đấy, anh đùa thốn vãi cứt. Ông Hiệp làm gì đây? Đấy, ông đang làm cầm cái đéo trong người kìa. Đồng à? Tránh ra nào. Ờ, hết năng lượng. Năng lượng đéo gì? Năng lượng đéo nào chả có. Hết nó được. Đâu, tránh ra Hiệp. Đấy thôi, organic đây. Đấy thôi, đang đứng ở cái chỗ cái máy đấy, tránh ăn nó. Đấy thôi, organic ở kia ra đây. Organic, làm cái gì? Đấy thôi, một cái organic. Đây không cái organic kia rồi, đây cái hàng này. Đây, 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 cái trong này ạ. Có nhiều ammonium không ảnh? À, cũng khá khá, cứ chế đi, chế canh cho nó tốt. Đấy, cái đất đấy. Chờ đây. Nào. Chết Amor đúng không? Bây giờ chế Graphene. Mà hai Graphene em được một cái diamond vãi đi vậy. Chát đấy, chát đấy. Bỏ đâu chát. Đó là chát. Bánh này mở cổng di chuyển nó cần nhiều pin không? Nhiều. Cực nhiều. Ok, để chế thêm pin vậy.
Nhớ vậy chế đi thế ra đằng sau xe đi. Để nối nối trên xe. Yep. Nối xe khó đi nhầm nhá. Ờ. Nhưng mà dù gì cũng phải nối. Không cần phải nối, à đâu còn nối, nối, phải nối, phải nối, phải nối. Phải nối, nối với... Không làm đéo gì đấy. Ờ, còn ammo ông... Bình. Đấy, em, đây em vừa hút đất xong bây giờ đặt vào. Ammo này. Thế này. Một cái chứ đủ. Anh đang có hai cái này. Bây giờ cần 4 cái ammo, phải có 4 cái ammo. Ai đâu, cục tiền em hiểu thêm nhiều. 4 cái ammo hơi chát. Máy chuyển đổi quặng một cục, hai hộp mới được một cái. Uầy, mẹ cái máy này nó đang chỉ gì chỉ lâu vậy? Anh mẹ mày lên, mày im. Mày chặt tay ạ, hai hộp mới được một cây ammo, hai cái ammo mới được một cây mẹ mày hydrazin, hai cái hydrazin mới được một cây à. Đấy, đủ 1 ammo nữa rồi đấy. Thế là 3 cái là cần 1 cái ammo nữa, cần 1 cái ammo nữa. À đâu? Đấy xem nào. Cần 2 cái nữa. Chát chứ nhở. À đâu? Ờ, để xem lại mà. À đúng rồi, cần 2 cái nữa. Chế hydrazin, hydrazin là một la Raffine. Ở đâu? Từ từ, khoảng là 1, 2. Ở đâu? Không như đủ me thôi chứ. Đấy xem nào. Cái hydrazin này. Graphite, graphite, còn graphite không? Cứ anh cái graphite. Chế mấy graphite không? Còn đất không? Raffine á. Đấy, graphite. Graphite xe. Đủ không? Đây. Đủ một cái. Đâu, đủ một cái nữa được. Đó, một cái đủ đúng không? Đúng rồi. Đây, một cái đây, graphite đây. Graphite. Đấy. À, đấy. Ờ. Không nhớ. Hydrazin. Chịp chế cái đéo đi chưa? Đi đây nhớ. Thôi anh muốn này, anh muốn anh tính là anh định chế cho cả ba đứa. Nếu mà cả ba đứa thì cần 2 cái ammo nữa mình ạ. 2 cái ammo nữa. 2 cái hay 4 cái nhỉ? Anh nghĩ có khi 4 cái. Vậy ạ. Hút đất thành không. Ờ. Ê, đưa hết rồi, đưa hộp, đưa hộp đất anh đây. Đưa hộp đất đây. Đâu anh còn làm được đây mình này. Đưa hộp đất đây. Đây. Mẹ bỏ ngay ra. Bình. Đấy, đấy, đấy. Nhận luôn đất của anh ơi. Tự chế đi, không có rất rẻ mà. Đây rồi, có viên đai mình đầu tiên rồi. Đấy, đấy, xem tiếp. Cái đi. Từ từ. Đấy, viên đai mình thứ hai đấy. Mày anh chế cái tay đào đi, đây anh chế luôn cho mày này. Ring mod 3 đúng không? Đúng rồi, cái new mod 3 ấy. New mod 3 luôn. Cái mod cuối cùng đấy. Mod cuối cùng đấy. Đấy, cũng diamond kìa. Đâu, 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 đâu. Đâu, 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 đâu. Ai cầm rồi? Ông nào cầm rồi? Không. Mẹ, nhìn nhanh mẹ tên. Đây, anh chế được. Mẹ. Mẹ, mẹ. Ring mod 3 đây. Cục diamond đây. Đấy. Ring mod 3 đấy. Đâu? Đất. Đâu? Nào thử nào. Tốc độ nhờ. Cho anh này. Em đéo rồi. Đấy, mod 2 đấy. Mod 2, đéo dụ. Cho mod 2 cho em đéo. Giờ em đang chơi mod 3. Không biết mod 1 nào. Mod 1 dễ không? Đủ chưa? Đủ mod chưa? Chưa, anh đang đi đủ. Ông Hiệp tránh ra đi, tức kẹp rồi. Đây là tôi có boss 3 đây. Nào thử mà nào, thấy nhanh không? Nào thử đi.
đất đâu, mình làm thêm 4 ca mo đi. Đấy, đang làm. 4 ca mo đấy, không đùa đâu. Đừng có đào xuống chân như thế, ngã. Mày phải làm thêm cái đường đất nữa đấy. Mày. Tàn phá môi trường. Không có đào đúng tung, mày gãy hết đấy. Chết rồi, em ở trong phòng tin có mày em ơi. Anh bỏ ra đi em. Không có điện. Không hiểu. Hết điện rồi em còn. Cần 4 cái mua. Hết điện còn lấp lỗ. Ở đây có 1 2 cái rồi. 1 cái này, 2 cái này. 2 cái là được 1 cái 2 cái là được 1 cái hydrazine. 1 cái hydrazine là sẽ được mình cần 4 cái ammo và 1 cái 4 ca mô được chưa? 4 ca mô và một cái gì nhỉ? 4 ca mô và một cái và 2 cái rapid. À đâu, cần 2 ca mô thôi. Đến tận bây giờ cần 2 ca mô thôi. Tàn phá môi trường anh em ạ. Một cái mòn nữa nhá. Một cái mòn nữa. Chép ơi, ông còn cái bình gỗ không? Bình gỗ đâu? Bình đất. Đất đất. Bình chứa đất đơn bình à? Chưa, em làm gì cầm đâu. Thế là mình chế cái rồi. Cái gì? Từng học tại cái đằng sau cái xe đúng cái không rồi, kéo đủ điểm rồi cái, hết cả điểm học rồi, hết mẹ điểm rồi, kéo học đây được mai quay muốn kéo học được cái ấy đâu em ạ, hết điểm rồi ạ, kéo học được cái đằng sau xe đâu đi ông, là ông học lung tăng tung đây em không biết nhở. Xuống hang kiếm thêm mấy cần một ammo nữa bộ. Thôi cần một ammo thôi nhá, một ammo nữa chế đi à, anh hay mày, là mày ăn ngay thôi mày đưa mày để phun cái soi cho mày còn đâu nữa mà mày chỉ bằng gì đây đấy, một ammo nữa rồi đấy, nó chế thêm một cái xe to như thế nữa. Đừng bây giờ xuống hang lấy chút điểm, xuống hang ở trên đất ít điểm lắm. Cái chế em một cái xe to này nữa, nổ chế em một cái xe to này nữa này. Nhưng mà tuy chuyển hơi khổ nạn tí, hơi cũng được. Được ra, thực ra hai cái xe to cũng được mà. Hai cái xe to cũng được mà. Ok. Hai xe to được mà. Nhưng mà từ từ ăn, từ từ ăn. Từ từ ăn chế em ơi, từ từ, từ từ. Trung sở sang. Sao? Đừng chế vội. Sao không chế? Mình lấy điểm rồi. Tớ để tớ xem à. Để tớ tí nữa tớ ra bao tớ xem. Điểm. Nó cần bao nhiêu điểm? Thì Brazil 2 cái. Ok, bây giờ cần thêm một cái graphite nữa. Ai cho tôi một graphite. Có một canister này. Vào đào cái chỗ này mãi lì vậy. Chéo hiểu là nó làm cái lỗ ở đây này. Cắm vô xin vào sắp ngạt thở rồi. Các bạn đào nó xa nhà ra, cút thì mà đào ở nhà. Hiểu nhá. Đấy. Còn cắt vô xin anh em.
mày test cái test cái gì? Test cái mod đào. Mình test cái mod đào. Đây vẫn là đất, đào vẫn không cứng lắm. Thế đất mẹ xuống sâu thì mình cứng. Đây, cứng lắm. Như ở mấy hành tinh khác, như là xuống một tí nó cứng chắc nhở. Ờ, như cái hành tinh nếu gì mà hành tinh khó, cái hành tinh nó như là khó thì nó nào càng cứng. Thử lên một chuyến đấy không? Từ. Lên một chuyến đấy thử xem sao. Đang chế mình khó tăng khó đéo luôn. Thôi đi hiểm phí nữa nhà ơi. Bây giờ cứ đi mở mấy cái cổng thuộc chuyển đã. Adumidum, 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 Graphic. Graphic nghe rồi. Sao không phải cái này chả đi. Mãi mà chả thang. Mình mót ngủ đây ra. Ok. Làm cái đàn thứ 3 rồi. Xong mod thôi. Nhéo hết mod được tại vì nhéo cái hang. Nhéo nữa cái đường đợt trước đi xuống rừng đập rồi đó. Nhéo nhớ cái rừng nấm ở đâu đó. Giờ cái mod 3 rồi. Đủ chưa? Thế đủ cho cả đám chưa? Đủ rồi. Trời ơi, chết chơi luôn. Bây giờ à? Bây giờ là chuẩn bị đi khám phá thôi. Anh chế một cái chế to nha. Ờ, chế đi. Máy này chế thêm pin đi, máy này. Cần tung sạc pen. Máy này chế thêm pin đi. Thêm pin đéo ý. Để mở cổng sợ không đủ pin. Ờ đúng rồi, mình phải chế thêm pin đấy. Sợ không đủ pin. À, pin nó cần cái đéo ấy nhỉ? Tung stem với cả cái gì? Ammonium. Tung stem á, thì các bạn là tung stem ở trên mặt trăng à? Chứ đây hết mẹ tung stem rồi. Tối rồi, tối rồi. Có một cái, hai cái, làm sao đủ? Đủ. Đủ. À, pin đó. Pin đó. Pin như lithium hay sao? Lithium mới cả ấy. Lithium. Zinc. Lithium với cả zinc. Zinc có thể chế nào không? Zinc. Được. Zinc nhiều mà. Zinc thấy ở nhà vừa đấy một đống. Zinc có thể nung ra từ cái cục của trái đất có. Hết năng lượng rồi nha. Hết năng lượng rồi. Năng lượng em chuyển để sạch lên xe rồi. Cái đéo gì? À đâu. Năng lượng em để lên xe rồi. À không phải năng lượng. 4 cục pin mày, anh sợ là nó sẽ không đủ điện áp ấy, không đủ điện điện dồn vào cùng lúc ấy. Cái quan trọng là điện phải dồn vào cùng lúc, hiểu không? Thế thì máy phát điện than. Năng lượng phát điện than để không người hút organic xung quanh. Mang cả carbon đi, nung. Nung. Con lại sâu quá mày, đi làm quá. Nhưng mà mình phải đi kiểu gì mình đánh dấu. À mình có thể nhìn thấy bacon đúng không nhỉ? Ở trên mặt nập đất, mặt đất mình không nhìn thấy bacon đúng không? Đây, nhìn được nhà từ xa. Có không? Nhìn được nhà từ xa mà. Có. Chắc không? Có nhìn được nhà từ xa. Được. À, cái máy phát điện than chế cái gì nhỉ? Tung sờ ten thì là dích cái sao? Đấy xem. Máy phát điện than. Phát điện than đâu nhỉ?
Mày phát điện gió thì nó cần ceramic mới ở glass. Mày phát điện than thì aluminum mới tung stand mày. Medium ceramic còn không? Zinc này, titanium, ceramic đâu? Titanium này, ceramic đây? Zinc, glass đâu? Chế thêm pin nhá. À, sao cái này không chạy? Gì chạy? Sao cái này đâu có điện? Có một gì đó nhìn như bị ngắt điện ở đâu đấy. Ai làm ngắt điện ở đây rồi? Đâu phải trước đây đâu vẫn có mà. Cái ngắt điện mất điện đây nhở? Cần có ai không? Ai là mày? Ai đang mất điện đây rồi? Chắc nó có một cái gì đấy ở đây mà ai chuyển nó đi nên nó mất máy a điện. À đây như ở đây này. Đó. Ở đây phải có một cái gì đấy chứ. Ai chuyển đi rồi? Mày. Đây còn bê cái này ra vậy. Anh có aluminium alloy nhá, ai còn hai copper không? Copper đầy mà. Copper cái này, copper nung ra cái này, nung cái này. Tránh ra! Đang đuổi cái xe này ra. Thôi đi, cứ tới. Ở đây mất điện rồi. Đang đuổi điện. Ở đấy, có điện rồi đấy. Kìa, thử giúp ta. Đây, đuổi cái này. Rồi. Kính đâu? Kính. Đang nung kính thì à. Kính nung ấy rất nhiều lắm mà. Mấy cái than ở trái đất có không? Có. Nhà mình cũng có thôi. Như ở nhà mình cũng có thôi. Chật đầy xe. Nhưng mà nhà có pin thì nhà lấy cái gì chạy? Đi từ từ, đừng có đi phí pin. Đi ăn kẹt à? Tụi mình đâu rồi? Em đây. Đi đâu rồi? Về đi, về. Hả? Đi ăn kẹt à? Đầy pin mà. Đầy cái gì? Có gió nó lại chết pin mà. À, nói cả chân. Để anh xem nào. Bây giờ quan trọng là cái điện nó dồn vào cùng lúc thì không biết ba bốn mấy có mấy cục pin. 1, 2, 3, 4 bốn cục không biết có đủ không. Mày quay xem thêm à? Quay lại ngay. Phải luôn. Đi đâu? Cái gì? Em có đi đâu? Aluminium là tung stand thì dễ, aluminium thì dễ, còn tung stand thì đâu có nhá. Tung stand à? Ở đây tung stand còn một quả đây. Mày quá, liền nói đâu là một viên. Aluminium nhiều đúng không? Aluminium đầy được. Nhiều aluminium. Cái dích thì đâu cần gì để chế ra dích. Dích nung, dích anh phải đào thì nung. Dích để chế cái gì ấy? Pin. Đâu, lithium đâu? Đây, lithium quay có rồi. Chế một cái ấy, chế một pin nữa rồi. Đây, dích đây này. Đây, mày phát điện than đây. Cầm theo chục pin than đi. Ok. Để em xem nào.
Để xem nào, bây giờ ở đây có 4 cục pin rồi này. Đi một xe thôi nhá, hay là đi một xe thôi nhá. Một xe thì cũng được đấy, một xe được mà. Một xe vẫn được, một xe vẫn được. Tại vì pin thì có... Anh để mày phát hiện đây ta. Đây, đấy, có rồi, có rồi. Anh đang cầm trên lưng rồi. Phải đem theo cái bàn đi chứ nhỉ. Khoan, từ bây giờ anh thử đi ra xa xem anh có nhìn được không? Anh giấu tin của mày là anh thử lấy cái xe này đi ra xa xem anh có nhìn được nhà mình không? Lắp công ty. Bước lên xe cái nó là thật. Lắp công ty. Đấy xin đậu. Có cần để chế pin khoảng không? Khoảng cách này thì không nhìn được nhà này. Ô đi, cơ mẹ, lật xe, lật xe. Như dích, nhìn như ra bacon đấy, đặt một bacon gì đâu. Bacon, nhưng mà bacon, tao sợ nó chỉ nhìn ở trên không thôi, chứ nhìn dưới đất không nhìn được. Đây, nhà mình có bacon này. Nếu ơi, đưa cho em một đất của anh thì em chỉ đưa xin cả anh. Anh chờ đi sau hẳn hòn núi này. Ở đây có đồng này. Đồng lộ thiên luôn này. Mày cất vậy? Ừ. Sẽ đất có. Có đây còn có cái đầu trụ rơi này. Tao không biết. Thế mà hồi xưa mẹ mình đi tìm lôi của mắt là đéo thấy có cái đéo. Bây giờ mới nhìn lại. Đây có cái tổ trụ. Anh đi đến đây như anh đóng gì đến nhà rồi này. Thấy không? Vẫn thấy không? Đây là mic này. Cờ này rồi. Đọc clip này. Sao lại đánh giống nhà? Cô đi cho mẹ hết hết năng lượng, hết năng lượng. Ơ, không đất đâu rồi. Ai cầm đi sạch đất rồi. Đi ở đây là đéo thấy nhà rồi nhá. Đéo thấy được nhà từ xa đâu. Mình phải mang cái gì theo mình đánh dấu. Chứ đứng đây là đéo thấy nhà rồi này. À đâu, vẫn thấy. Nhưng mà nó bị, nếu mà đi sau khoảng quả núi nó bị kiểu khuất núi ấy, đéo nhìn thấy nữa. Cái gì lo gì? Mẹ, nhiều lúc mình đi qua núi mình khuất thì sao? Đây là nhà này. Bây giờ khoảng cách góc này đéo gì nữa này. Cái hộp đất nó tên là gì mày? Cái đéo thì canister gì. Đây này. Wow, đi có mẹ tí phi xuống vực ở cái vực kinh vãi ạ. À đây, small canister đây. Nó cần resin. Ở đây. Đã đi qua đến đoạn này đéo nhìn đến nhà nữa này. Chứ không phải nó kiểu nó bị khuất sau quả núi à, đéo nhìn đến nhà nữa. Đi mẹ ba quả xe luôn à nhỉ? Mỗi lên một xe à nhỉ? Không. Xa quá là không thấy nhà nhá. Bảo đảm luôn, xa quá không thấy nhà. Đến đoạn này là đéo thấy nhà đúng rồi này. Resin đâu? Đưa cho em. Không có á. Không tới nhà đâu, đi cho mẹ chết rồi, mình lạc con mẹ rồi. Ở đây, nối quả xe to này được mà. Ê dơ. Vậy, xếp thế này, xếp. Kéo gì xếp. Để pin hết ở đằng sau, để pin ở đằng sau. Để pin đây. Làm gì đây? Quả này nối xe ngon này mạnh. Con này ngồi lối xe ngon. Mẹ giật nãy. Đi xe trong game này tụt cái mẹ vãi cứt. Đang là tình hình là đi xa là không thấy nhà đâu. Nên là mình phải ché đèn hay ché cái gì để đánh dấu đường. Đứng im à, để im. Hoặc là chế compo. Cầm compo theo để nối oxy để đánh dấu đường nữa. Đi xe nối đường. Mày thật.
thì phải có người đi trước đi xe kéo cái này. Game này đéo cho vì chỉ khả năng mà nhìn thấy nhà. Ok, cẩn thận nhé. Khi mà nó đéo bản đồ. Cạn. Mù về mù lắm. Cái game mà. Sao cái bị lỗi à? Cái support solar bị lỗi à? Lỗi cứ đéo đi này, khi mà nó bị đéo gì đéo đi này. Không cần bàn đúng không? Cần bàn đúng không? Hay là vẫn phải cần bàn? Cần. Thì anh đi bàn chưa? Anh đi bàn chưa? Thì từ từ nào, ông Hiếp đừng có tiến đuôi đuôi nữa. Anh ơi, đưa cho em một đất để chế đưa sinh làm bàn nào. Một gì? Đâu ra để rồi xe. Đất đấy, mình hộp đất đấy. Không cần, mình lấy luôn cái xe mình. Nhưng mà vẫn phải nối điện, mình phải nối dây điện đấy. Đi chế resin đi. Để anh xem nào. À đây, in. Một người đi xe con. Không cần. Ba người đi xe kia được, nhưng mà mình phải làm cái gì, mình đánh tú nhà. Small General này. Bacon này, quốc lai này. Em thử đi ra xa xem có thấy không? Có à không, nó kiểu nó sẽ bị khuất. Kiểu gì nó cũng sẽ bị khuất. Nếu mà mình đi một cái tầm nào đấy nó sẽ bị khuất. Kiểu nó kiểu như là mình đéo nhìn thấy kiểu ấy ấy cái... À. Bởi vì cái hành tinh nó hình tròn mà. Đúng rồi. Thế là mình sẽ kiểu gì mình cũng sẽ bị khuất đến một đoạn nào đấy mình đi. Con mày à, nào để cái này tôi cũng khe ở đây này. Xây nhà để nó còn khóc. À nó còn bị này. Ai ơi, đi rồi. Mẹ đi trên xe được nhập vào dây xin. Dây xin ngoài đây mà. Ờ nó kiểu sau quả núi nó sẽ bị khuất. Nhưng mà cái này như mình cũng dễ phát hiện lắm. Tại vì mình kiểu pin mà. Nhưng chắc cũng không sợ đâu mạnh ơi. Các mày cầm theo một quán này thì Mạnh ơi, để phòng thì anh save game xong anh backup lại cái file save đi. Anh ạp đéo rồi. Thật, backup lại file save ra ngoài. Thiếu thì cách, đơn giản. Coi, nguy hiểm lắm. Em nghĩ là lên backup ra ngoài. Này quá bình thường luôn. Thôi rồi, xong rồi. Đó, đi về thôi. Đừng đi xe to à. Em đi xe nhỏ. Ui, xe nào kia? Em đi xe con mà đi. Hút vẫn. Xe địa hình, phần hoi. Chết mày hết điện rồi. Xe đấy nó đi kìa, xe đấy là chạy bằng năng lượng mặt trời đấy. Mày hết điện mặt trời, mày đang trời tối mày toang đấy. Đi mẹ. Đi đúng ta hết đúng tiện rồi. Ai bảo thích đi. À đâu. Nó rồi, có điện rồi. Ê. Ố, có cái tàu vũ trụ gì này? Tàu ấy trong đấy rồi, không có gì đâu. Có cái filter dùng luôn, lấy luôn. À làm tí than đi chứ không tí tới đéo đâu mà than mà ấy. Đéo đâu. Đi mẹ thôi, đừng có xuống xe, lên xuống xe nó lag lắm. Đi mẹ lật. Ui ôi, lật xe rồi. Lật xe thì xuống, lật ép. Rồi được rồi. Em về rồi đây, hello anh em. Hình như phải có một người đi xe con, để em đi xe con cho. Cần gì người đi xe con đẹp gì? Để em đi xe con cho. Ui. Về đi cũng phải đi xe con đẹp gì? Đi xe con trước nó vui. Lạc đấy. À từ từ, nó chưa được bằng đâu. Sao nó không nạp điện vào cái pin này? Pin nào? Nó có nạp à? Đợi nạp đấy, bên kia sẽ nạp vào bên đấy. Đó rồi, để em chế bàn cho này.
thằng nào nó cứ chạy lên quăng thằng quăng à, nó có lên xuống xe mà nó tập 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 quái. Lên xin này à, cái bàn này để mà cầm carbon nhá, làm bàn đi nếu cầm carbon nhá. Thực ra chẳng cần bàn đâu, cần một hai cái thôi, chẳng cần nhiều đâu. Nung carbon đi. Nếu công bán như này thì làm sao mà đủ chỗ để được chứa. Carbon, carbon, carbon. Đây bạn, bây giờ đất này. Đây đang cầm con đấy. Anh cầm chưa hay là để em cầm? Bây giờ đi mod 1 đi mà dĩ vãng rồi. Mãi là cái xe kia nó tự nạp năng lượng mặt trời hay là cần phải nắp vào rồi mới nạp? Nắp vào. Điên ra mới tự nạp được. Rồi, cầm một cái platform thôi nhá. Này chắc đủ rồi đấy. Đủ carbon chưa? Đủ carbon chưa? Carbon có 4 cái carbon đang đúng á. Cầm đeo đi, mày đeo lên người đi. Ok. Để xem nào. Bây giờ kiếm chỗ để cái này. Ở đây. Này dư carbon quá, dư platform quá. 4 cục pin à? Có 4 cục pin, 2 cái năng lượng. Qua. Ok, nhà chắc đủ rồi đấy, dư giả rồi. Ok, sao lại vứt hai này đấy? Vứt hai cái gì? Cái năng lượng gió to để ở nhà. Thôi được rồi. Cầm hai cái năng lượng gió to này về nhà vậy. À, hai cái năng lượng gió nhỏ này về nhà vậy. Có cần để cầm cái nối oxy không? Anh đang phân vân không biết là nên cầm con cần cầm nối oxy không. Nó cầm một cái thôi, cầm một hay cầm đèn. Cầm cái going stick này xem nào. Anh thử chế cái going stick này nào. Nó cần organic à? Cái là gì? Có organic không? Anh cần cái organic. Đây. Cái này anh không nhầm vứt ở chỗ này. Chứ mẹ em vứt ở chỗ cái dây. Cái thăm à? Cái chế kiểu gì? Cái đèn anh vừa mới ấy. Không, anh chưa dùng cái này bao giờ, anh chưa biết. Anh đang thử. Đây rồi. Em chỉ hỏi cách chế thôi. Nó cần mỗi cái organic rồi. Organic này. Thì hình như là giống là thế. Mày như nhấn T để thả hay sao ấy. Không ấn T để thả được. Nghe là dùng đi nào nhỉ? À, đấy là cái này là cái cắm đèn đánh, nó kiểu như để đánh dấu á. Ờ, ngon. Nhưng mà làm nào để ấn nhanh được nhỉ? Làm nào để đặt nhanh được nhỉ? Chả mỗi lần mình dùng phải dùng ấn U I mà T E đéo phải. Làm nào đặt nhanh hơn nhỉ? Chẳng muốn đặt thì mình phải đặt xuống đất xong mình ấn này thì hơi lằng ngoằng nhỉ. Lằng ngoằng quá, này thì hơi lằng ngoằng quá. Có chắc này không cần đâu. Chắc không cần đâu mày ơi. Hoặc là bây giờ chế một đống bacon đi vừa đặt. Ờ nhưng mà thế thì loạn lắm, thế thì loạn. Đi
mệt mẹ. Thôi anh em đi đây, đi đây, đi đây. Nào cầm đủ rồi. Không cần nhá. Không cần đâu. Đi thôi, đi thôi. Đi. Tránh ra xe này của em. Bỏ, đừng có đi xe con. Không đi xe con. Bỏ xe con đi. Hả? Bỏ xe con đi. Thực ra đi một cái xe con để đi thám tính được. Bỏ xe con đi. Bỏ xe con đi. Đi đi. Người đi thám thính phải đi từ từ, đi cẩn thận đấy. Đi. Ok. Bảo bỏ xe con đi. Đi kiểu đấy không nhìn thấy nhau. Đi đi mà. Bảo đi từ bỏ từ đi. Bình đừng đi các bạn. Từ từ đừng chỗ này. Từ 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 từ